tính năng khá là hay đối với người dùng ở trên cái dòng máy HTC 628, đó là cái cấu hình âm thanh bom sao. Thì bom sao là một trong những cái công nghệ xử lý âm thanh khá là nổi tiếng được HTC dành riêng và độc quyền cho những cái máy HTC. Trên máy thì có thiết kế hai dãy loa bom sao, rồi loa trên và loa dưới. Các bạn nhìn rất là cân đối hai cái loa ở hai đầu, nhưng thực chất với dòng máy HTC 628 này thì cái công nghệ bom sao này nó chỉ áp dụng ở trên tai nghe thôi, và loa ngoài của máy thì cũng chỉ có một loa ở phía dưới, loa trên là loa thoại. Nhà sản xuất chỉ làm cho cân đối máy thôi chứ không tích hợp hai cái loa ngoài. Và cái cấu hình âm thanh này thì nó chỉ được tích hợp ở trên tai nghe, tức là khi các bạn vào đây mình sẽ có cái bom sao HTC bom sao, rồi tự động bị ảnh đi, tức là khi mà mặc định các bạn nghe bằng loa ngoài thì sẽ không có tác dụng, nhưng nếu các bạn sử dụng một chiếc tai nghe cắm vào jack 3.5, rồi ngay lập tức thì mình sẽ thấy cái phần cấu hình âm thanh HTC bom sao nó sẽ hiện lên. Khi bạn nghe nhạc, nếu mình kích hoạt tính năng HTC bom sao lên thì cái phần âm thanh nó sẽ hay hơn khá là nhiều. Nó cũng giống như cái tính năng Beats Audio trước đây được tích hợp trên một số dòng máy, hoặc là Dolby S1 của Lenovo v.v.